Chào cả nhà nhé. Chào cả nhà đến với buổi tập của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng trên sân tập gần Vinhome, chân cầu Rào 2. Hôm nay có sự quay trở lại của Nhật Minh sau khi đã cùng câu lạc bộ U21 Hoàng Anh Gia Lai vô địch, và sau đó Nhật Minh đã tập luyện cùng với U23 Việt Nam trên Hà Nội. Thì giờ Nhật Minh đã quay trở lại câu lạc bộ để cùng câu lạc bộ tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho mùa giải V-League 2024-2025. Mời tất cả mọi người tiếp tục theo dõi video của mình nhé. Hiện tại là các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đang đi bộ đây. Chào cả nhà nhá. Người chưa nhìn thấy những gương mặt thân quen.
Anh em dĩ làm đi. Cứ đi đằng sau đâu rồi. Mày cứ tin tưởng chân anh đi. Thế là nhiều giống quả. Hey! Hold me, don't make it.
Còn anh cháy xuống, cháy xuống. Có
đi bro. Ê bóng chưa anh ạ? Hey, hey. Em ơi. Không ai.